Không có gì nữa ấy. Phần thi hiểu biết. Rồi à. Này, mỗi đội chơi sẽ có 3 thành viên của mình lên sân khấu. Xin mời 3 thành viên của các đội chơi lên sân khấu. Gì rất chết. Thuộc một lĩnh vực nào đó và số điểm các em giành được khi trả lời đúng là 2 điểm.